tài sản mà đủ mới đụng đụng quả nước cái lột để không nghe rồi. Bên bên Ừ, bên nó bên bắn kìa, trái nó luôn bắn mày bắn kìa, nè, bên trái sao bắn bên mày kia nó nè. bắn kìa, trong quân xịn bắn không ta, kìa nó chạy kìa, thì quân xịn nó lên FBI chút kìa. Rồi Má chiếc xe nó nó khỏe trâu quá, xe nó khỏe khỏe quá quá, Kiều nó ơi. gắn năm nó gắn nhiều kích vô Ơi thử rồi năm kìa, cái nát bắn rồi, chuẩn bị nát rồi, thằng su tan, thử thằng rồi su tan kìa. cái thằng su tan nó bắn kìa, muốn dở gì lên đi Em mẹ chút nát rồi, nát rồi. Lên 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 lên. Thì nó bắn lại rồi. Tôi đang bắn mình kìa. Đây, hiện tại kìa. Bắn tay nó bắn tay. Hai đằng ở trên thì ổng lo lo hàng dưới, trời ơi. Bắn tao Cắn nè. xong rồi. Để tao thằng xịp hồng cho, tao xin níp. Đau. À, Akiko mày bắn tao bắn nó. Đau. Chi đuổi đừng ngứa một. Ủa má sập quay luôn. Yeah. Okay. Lục xét cốp xe gì kìa, đủ mới Không múc không biết nó, quý vô. cái để nó chạy. Có bằng chứng hả? Đừng, Có tôi bằng bảo chứng đừng không? Lên. Trong cần note này. Có lên kháng hỏi. Này số 7 trên group chat kìa. Ủa gì Nó ai đó. Nó còn tát tôi vô nữa mày. Ai? Thì cái group nào em được game hả? Ai biết group nào nó kiện tao, nó kiện mấy thằng bay cho nó tát tôi vô nữa chứ. Thàm. Đù quá. Má ngầu à, cái đít ngầu à, má đám đồng rồi cái chị vậy. Có chứ Chết ông đủ ơi, mới ngầu. gửi cho tôi cái đây tôi. Mốt làm gì có bằng chứng nha mấy ba, đủ mới cũng làm. Nếu có bằng chứng Hello là ai vậy? Hello. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Má đéo hiểu làm sao hàng phút nó phạt người ta đến 1 mét vậy á. Phút nào? Trọng Phúc. Trọng Phúc đâu phạt mét đâu. Lên đây nói 1 mét nè. Một nhâm mét 8 tiếng đúng không? 1 mét 4 tiếng. 8 tiếng mà. Thằng Trần Quang Ân này nè. 1 mét 8 tiếng mà. Nó lại nữa kìa. Ông kia, ông ơi, em gửi anh chứng tôi cái ông ơi. Tommy đi gỡ hàng hàng cường rồi Tommy. Nó đâu? Đây. À, nhắn tin vô ID 116 á, check number nó rồi nhắn tin vô nó 116 á. Đây nè, đây nè. Nhảy nước rồi. ID bao nhiêu? 116. Làm gì? Quy Thấy nó rồi kìa.
Hòn ơi Hòn. Sao? Hòn. Nghe. Hồi nãy Hân có làm giùm tôi cái đơn ấy không ta? Bi rồi không 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 ra forum coi việc hè, tại lúc ơi chiều hoàng hoàng tôi, mày lúc mày chiều qua có cái nhờ trang thứ không hai á hoàng, có mấy cái đơn nó bị gì á, nó bị lạc qua trang thứ hai đừng hoàng. Má mà cái tư không biết cho nào người ta. Mày cái anh Tư hả? 12 giờ tao À. nói im, tao nói tụi mày nghe này nè, 12 giờ giả bộ tao đủ má tao chết chết cho muốn chết, tao Up kêu rank, là up rank. mai mai, mai tao cho tụi bay lên gần nha, Úp lôi tụi bay đi, đừng tầm có mi, nói úp gì lôi đi nữa. tầm mi ơi. Ok. Ok. Cứu đồng cô hồi chiều ơi, cứu cứu. Rồi, tấn công đi. Đang hỗ trợ nè. Ok, cứ cứ ấy. Đủ. Trời ơi, chết chết người ơi. Hôm nay cái nét chiều chụp về Chạch chi đuổi 31 giùm mày. Không mày ơi. Không không Ôi, không chưa không đuổi, chưa đuổi, chiều ơi. Múc nói. đừng quá gắt quá, một em boss nó coi như miếng cần Tịch thu nó được rồi. hey. Tiến đồ quýt mấy con chó. Hồi tháng hồi sáng thằng gì thằng Mr. T nó chửi tao dữ lắm, xong nãy nó lên boss Facebook tao xin lỗi mày. Chửi mày gì? Nó chửi lúc mà tao kích phát sinh nó tao quá trời. Rồi tao bị bung rồi Tao mày, chửi tao mày mua được gì? GTA. Chửi con chó này sao cái chút phát sinh tao cái kiểu. Kiểu nó lên răng lẹ quá, cái kiểu nó không hết làm việc nữa. Mày cho nó lên Lên răng một, răng nó lẹ làm quá đúng nó không biết trân trọng cái răng của nó. nó làm đúng 3 ngày luôn hoàng, nó Hey, làm wake đúng up. 3 ngày xong rồi nó không làm nữa luôn. Có ai thấy dòng cái dòng sự gửi tao Gì? không? Mày thấy dòng sự gửi tao Không. không? Phải Không. bung mẹ rồi. Quay lại. Thấy không? Kêu thằng Cương nó vào cái ba đi tâm ý. Tao bị bung rồi. Cho qua tàu xanh này quen quen ta. Nghe với cô mà. Alo alo alo. Ủa nó Ủa vào sao chết chú? bờ nghe. Mấy này nó Không qua không không. HC mà sao giờ nó về hết vậy? Ai biết hát co ấy rồi, ít người rồi. Chim mèo lắm. Clear xong rồi đó nha. Mẹ giết hết ba thằng luôn, mình vừa rồi vãi lồn. Tụi má bắn hai kia xong thằng lồn này đâu má. Còn một máu lên xe chạy. Tưởng chạy được rồi, auto tới cây lên I am đồ mất Hunter Killer đến từ Los Santos bắn sniper cái bụp chết ngắt. Chạy lại đồ má thịt con mẹ mai con chó khắc. mai mai cái vụ mà cái kho hàng anh lo cho nó nha anh chịu nha con. Có hàng hả? Quan trọng là mấy thằng ngu này thì mẹ nó có biết chơi không đây này. Anh cảm giác độ massage đợt này là sẽ bị chết đi Biết chữa một con anh chó.
Ô tì không bị sao hả? đéo... Anh là anh cảm giác đéo tin bọn mày được. Ta Mẹ có mỗi cái việc mà bắt người ta thôi mà bằng chứng không đầy đủ để nó kiện tới kiện lui đủ mẹ nhức đầu. Anh nói thật chứ không có bandicam thì thả ở nhà nằm mẹ nó đi cho nhanh. Tới đi luôn.